một bóng hình tàng hình xuất hiện trên bầu trời lưu Ninh. Không tiếng động, không cánh đuôi, chỉ còn những đường gấp khúc lạ thường phản chiếu ánh mặt trời. Không radar nào thấy được, không phi công nào dám chắc nó đến từ đâu. Người Mỹ gọi đó là một tín hiệu thách thức. Còn Trung Quốc gọi nó bằng mã số chưa được xác nhận, GXDS. Một tiêm kích thế hệ 6 mang trong mình bộ não nhân tạo, được thiết kế để chỉ huy cả đội máy bay không người lái. Mỗi lần GXDS xuất hiện, là một thông điệp chiến lược gửi thẳng tới Washington. Bầu trời không còn là lãnh địa của một siêu cường. Câu chuyện này sẽ cho thấy Trung Quốc đang tiến bao xa trong cuộc đua thống trị trên không. Hãy đăng ký kênh Hồ sơ quân giới để không bỏ lỡ những phân tích sâu nhất về sức mạnh quân sự toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc vẫn đứng sau Mỹ trong cuộc đua công nghệ hàng không quân sự. F22 Raptor của Mỹ đã thống trị bầu trời từ đầu thế kỷ 21. Nhưng đến năm 2025, một cái tên khác bắt đầu xuất hiện trong những hình ảnh mờ ảo từ Liêu Ninh, GXDS. Nó không chỉ là một mẫu thử, mà là tuyên bố công khai rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng bước vào thế hệ thứ 6. Dự án GXDS do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thẩm Dương, SAC, trực thuộc AVIC, phát triển. Trong giới quân sự, SAC được xem như cái nôi của những bước tiến táo bạo. Sau khi thành công với G-11, G-15 và G-16, họ muốn tạo ra một nền tảng chiến đấu hoàn toàn mới. Không chỉ nâng cấp động cơ hay radar, họ muốn tạo ra một bộ não biết suy nghĩ trên bầu trời. Nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết dự án bắt đầu âm thầm từ khoảng năm 2019. Nhưng mãi đến cuối 2024, hình ảnh đầu tiên mới được tiết lộ. Ngày 26 tháng 12, một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Chiếc tiêm kích không có cánh đuôi, phủ lớp sơn hấp thụ radar màu xám bạc, đang lăn bánh trên đường băng thử nghiệm. Cộng đồng tình báo phương Tây lập tức chú ý và chỉ 4 tháng sau, ngày 16 tháng 4 năm 2025, bức ảnh thứ hai xuất hiện, rõ nét hơn, chi tiết hơn, cho thấy cả buồng lái và cấu trúc dưới bụng. Đó là lúc cái tên GXDS trở thành tâm điểm của mọi diễn đàn quân sự. Một số nguồn gọi nó là G50, nhưng giới quan sát tin rằng đây chỉ là mã định danh tạm thời. Bắc Kinh chưa bao giờ xác nhận tên chính thức. Chính sự im lặng ấy lại khiến nó càng bí ẩn hơn. Về mặt thiết kế, GXDS khác hẳn các tiêm kích trước đây của Trung Quốc Không còn phần đuôi đứng hay cánh ngang truyền thống Thay vào đó là đôi cánh dạng chữ lambda hay còn gọi là cánh V ngược Kiểu thiết kế này giúp giảm lực cản, cải thiện ổn định khi bay siêu thanh Đồng thời giảm diện tích phản xạ radar Một lựa chọn dũng cảm vì nó cũng khiến máy bay trở nên khó kiểm soát hơn ở tốc độ thấp Để bù lại, sắc tích hợp hệ thống điều khiển bay kỹ thuật số tiên tiến Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo mục tiêu của họ rất rõ ràng, không chỉ là tàng hình, mà còn là tự chủ. Một máy bay biết đánh giá tình huống, chia sẻ dữ liệu và ra quyết định nhanh hơn con người. AI trên GXDS được cho là có thể nhận diện mục tiêu, tự động phối hợp với UAV trinh sát và drone cảm tử. Nó không chỉ chiến đấu, mà còn chỉ huy. Đây là tư duy thiết kế tương đồng với chương trình NGAD của Mỹ, hệ thống chiến đấu thế hệ 6, kết hợp tiêm kích có người lái và không người lái trong cùng mạng lưới. Điều này cho thấy Trung Quốc đang đi theo mô hình tác chiến tương lai, phi công chỉ là người quản lý nhiệm vụ, còn máy tính xử lý toàn bộ phần còn lại. Về cấu trúc thân, GXDS sử dụng cửa hút khí kiểu DSI tương tự F35. Thiết kế này loại bỏ các tấm điều hướng khí phức tạp, giúp giảm tiết diện radar và trọng lượng. Công nghệ này Trung Quốc đã sao chép và hoàn thiện từ G20, giờ được tối ưu hơn trên GXDS. Những hình ảnh mới cho thấy bề mặt liền khối, không tán đinh lộ biểu hiện của quy trình chế tạo tàng hình cao cấp. Một số chuyên gia cho rằng phần cánh có thể gập, phù hợp triển khai trên tàu sân bay Type 003 Fujian. Động cơ vẫn là ẩn số, nhưng vks 15 được xem là lựa chọn khả dĩ nhất. Loại động cơ này cung cấp lực đẩy mạnh, đủ cho khả năng bay siêu âm mà không cần đốt sau, gọi là Super Cruise. Nó cũng có khả năng điều hướng luồng khí theo trục đứng, nhờ vòi phun vector hai chiều. Công nghệ này giúp máy bay cơ động hơn nhiều, đặc biệt trong không chiến tầm gần. Nhưng vấn đề độ tin cậy và tuổi thọ của VKS-15 vẫn là thách thức lớn với Trung Quốc. Khoang vũ khí bên trong thân là minh chứng rõ nhất cho mục tiêu tàng hình. Các hình ảnh do gì cho thấy ít nhất hai khoang ở bụng và hai khoang phụ hai bên. Bên trong có thể chứa tên lửa PL-15 và PL-21, loại tên lửa không đối không có tầm bắn 300 đến hơn 400 km. Ngoài ra còn có khả năng tích hợp bom dẫn đường chính xác, tên lửa hành trình cỡ nhỏ, hoặc vũ khí năng lượng định hướng trong tương lai. Đây là bước chuẩn bị cho chiến tranh không gian mạng, nơi mọi thứ đều kết nối và mọi mục tiêu có thể bị tấn công từ xa. GXDS cũng được đồn đoán trang bị radar AESA cỡ lớn, cảm biến hồng ngoại IRST và hệ thống quang điện tầm xa. Những thiết bị này cho phép phát hiện mục tiêu mà không cần bật radar, tránh bị phát hiện ngược. Giống như F35, phi công có thể nhìn xuyên thân máy bay nhờ mũ hiển thị toàn cảnh HMD. Tất cả dữ liệu được hợp nhất thành một màn hình duy nhất, điều khiển bởi AI trung tâm. Nhưng tham vọng của Bắc Kinh không chỉ là chế tạo một chiếc tiêm kích. Họ muốn tạo ra một biểu tượng, lời khẳng định rằng Trung Quốc đã sánh ngang với Mỹ trong công nghệ không chiến. Sự xuất hiện liên tiếp của J36 và JXDS trong cùng giai đoạn không phải ngẫu nhiên. Đó là một phần trong chiến lược độ lộ có kiểm soát. Bằng cách để thế giới thấy được thành quả, Bắc Kinh muốn gửi đi tín hiệu răn đe chiến lược, đồng thời củng cố niềm tin trong nước. GXDS dù vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm đã hoàn thành sứ mệnh đầu tiên, chứng minh rằng Trung Quốc không còn đi sau. Và nếu dự án này thành công, nó có thể mở ra kỷ nguyên mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ chiến tranh mà còn điều khiển chiến tranh. Công nghệ là trái tim của GXDS. Nếu G20 từng được xem là biểu tượng bước ngoặt thì GXDS là lời khẳng định cho tham vọng thế hệ 6. Nó không chỉ ẩn mình trước radar mà còn biết suy nghĩ giữa bầu trời hỗn loạn. Trí tuệ nhân tạo chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa JXDS và mọi mẫu tiêm kích trước đây của Trung Quốc. AI trên JXDS được thiết kế để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian thực. Nó hợp nhất thông tin từ radar, cảm biến hồng ngoại, trạm vệ tinh và UAV trinh sát. Trong một trận không chiến, AI có thể đề xuất đường bay tối ưu, lựa chọn mục tiêu ưu tiên và thậm chí tự động khai hỏa nếu được phép. Điều này giúp phi công giảm tải nhiệm vụ, tập trung hoàn toàn vào chiến thuật tổng thể. Trong tương lai, GXDS có thể hoạt động độc lập, không người lái hoặc chỉ cần con người giám sát. Cấu trúc điện tử của GXDS cũng cho thấy bước tiến vượt bậc. Radar AESA mới, với hàng nghìn mô-đun phát thu độc lập, có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách trên 300 km. Nhờ khả năng quét điện tử nhanh, nó vừa có thể theo dõi, vừa gây nhiễu đối phương cùng lúc. Radar này hoạt động đa chế độ, không chiến, tấn công mặt đất và trinh sát điện tử. Đây là sự kết hợp hiếm thấy trên một nền tảng vẫn còn thử nghiệm. Ngoài radar, GXDS có hệ thống IRST, cảm biến hồng ngoại chủ động. Nó phát hiện nguồn nhiệt của động cơ địch mà không cần phát sóng radar, tránh bị phát hiện ngược. Cảm biến quang điện tử hỗ trợ theo dõi mục tiêu ngay cả trong môi trường nhiễu mạnh hoặc bị che khuất. Những hệ thống này được điều phối bởi phần mềm trung tâm, nơi AI hợp nhất mọi dữ liệu thành một bản đồ chiến đấu toàn cảnh. Buồng lái của GXDS qua các ảnh dò gì cho thấy cấu trúc cực kỳ gọn gàng. Chỉ còn 3 màn hình hiển thị cảm ứng lớn thay thế toàn bộ cụm đồng hồ truyền thống. Phi công tương tác bằng cử chỉ, giọng nói và mũ hiển thị toàn cảnh. Thông tin chiến đấu được trình chiếu trực tiếp trên tầm nhìn, giúp phản ứng nhanh trong từng giây. Triết lý human machine teaming được thể hiện rõ, con người ra quyết định chiến lược, máy móc xử lý chi tiết kỹ thuật. Về vũ khí, GXDS tập trung vào khả năng tiêu diệt tầm xa. Tên lửa PL-15 với tầm bắn 300 km và PL-21 trên 400 km được xem là vũ khí chủ lực. Cả hai loại đều dùng radar chủ động và dẫn đường quán tính, cho phép bắn ngoài tầm nhìn. Khoang vũ khí trong bụng có thể chứa 4 tên lửa, còn hai khoang bên chứa thêm hai quả nhỏ hơn. Nếu cần tấn công mặt đất, GXDS có thể mang bom dẫn đường bằng laser, bom lượn hoặc tên lửa hành trình cỡ nhỏ. Trong tương lai, nó có thể thử nghiệm vũ khí năng lượng định hướng, laser công suất cao cho nhiệm vụ phòng thủ tầm gần. Vũ khí không chỉ là số lượng mà là cách điều khiển. AI trên GXDS có thể tự động chọn cấu hình tối ưu theo từng nhiệm vụ. Trong chế độ alpha, máy bay ưu tiên không chiến, trong beta, nó trở thành trung tâm điều phối cho các UAV cảm tử bay xung quanh. Khi kết hợp cùng drone trinh sát, GXDS đóng vai trò chỉ huy, điều khiển đàn drone tạo thành mạng tấn công tập trung. Đây là khái niệm loyal wingman chiến đấu theo bầy mà Mỹ cũng đang theo đuổi. Khả năng liên kết dữ liệu là yếu tố then chốt. GXDS không chiến đấu một mình. Nó kết nối với vệ tinh, trạm radar mặt đất và các máy bay cảnh báo sớm KJ500. Mỗi đơn vị trở thành một nút trong mạng chiến đấu. Nếu một máy bay phát hiện mục tiêu, toàn mạng lưới sẽ thấy. Đây là chiến lược Data Fusion, hợp nhất dữ liệu, đưa Trung Quốc tiến gần hơn tới khái niệm chiến tranh không gian mạng. So với các đối thủ, GXDS vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện của F22 hay F35. Nhưng hướng đi của nó khác biệt. Nếu Mỹ tập trung vào tính ổn định và mạng chiến đấu toàn cầu, Trung Quốc đặt trọng tâm vào tốc độ phát triển và ứng dụng AI. GXDS có thể không phải chiếc máy bay mạnh nhất, nhưng nó là nền tảng để thử nghiệm cách con người và máy móc cùng chiến đấu. Điểm yếu của GXDS vẫn nằm ở động cơ. Dù VKS15 là bước tiến lớn, Trung Quốc vẫn chưa đạt độ tin cậy như động cơ Pratt và Whitney của Mỹ. Các chuyên gia nhận định VKS-15 có thể đạt lực đẩy lớn, nhưng tuổi thọ thấp và khó duy trì hiệu suất trong môi trường khắc nghiệt. Tuy vậy, việc Trung Quốc đã bay thử thành công nguyên mẫu cho thấy họ đang tiến rất gần đến việc giải bài toán này. Chi phí phát triển GXDS có thể lên đến hàng trăm triệu USD mỗi chiếc. Tuy đất đỏ, nhưng với nền công nghiệp khổng lồ, Trung Quốc có khả năng nhân rộng dây chuyền nếu công nghệ ổn định. Đây chính là khác biệt giữa Bắc Kinh và Moscow, Trung Quốc có quy mô kinh tế để biến nguyên mẫu thành sản phẩm hàng loạt. Nếu nhìn từ góc chiến lược, GXDS không chỉ là một máy bay. Nó là tuyên bố rằng thời kỳ Mỹ độc chiếm bầu trời đang bị thách thức. Và phía sau lớp vỏ kim loại ấy là một cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và tốc độ đổi mới công nghệ. Bởi trong chiến tranh tương lai, ai có thể quyết định nhanh hơn, kẻ đó sẽ chiến thắng. Khi GXDS xuất hiện, giới quân sự lập tức đặt câu hỏi. Liệu Trung Quốc đã bắt kịp Mỹ? Hay đây chỉ là một màn phô diễn công nghệ? Nếu so với F-22 Raptor, GXDS có nhiều nét tương đồng. Cả hai đều dùng động cơ đôi, thân tàng hình và khoang vũ khí trong. Nhưng Raptor được thiết kế để chiếm ưu thế tuyệt đối trong không chiến tầm gần. Còn GXDS lại hướng tới điều khiển tập thể, sử dụng AI và kết nối UAV. Đó là hai triết lý hoàn toàn khác nhau. F-22 có radar AESA nhỏ hơn, nhưng độ tinh vi vượt trội. Công nghệ vật liệu hấp thụ radar của Mỹ vẫn là bí mật tối thượng. Bề mặt của Raptor được phủ lớp polymer composite có khả năng tự làm lành khi bị chảy xước. Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu, nhưng chưa có bằng chứng đạt được công nghệ này. Do đó, khả năng tàng hình của JXDS được đánh giá cao, nhưng vẫn thấp hơn F-22 ở một số góc phản xạ. Động cơ VKS-15 có thể tạo ra lực đẩy tương đương Pratt và Whitney F-119. Tuy nhiên, độ tin cậy, thời gian bay và mức tiêu thụ nhiên liệu vẫn là điểm yếu. Nếu F-22 có thể duy trì bay siêu thanh trong thời gian dài, GXDS chỉ đạt được điều đó trong giới hạn ngắn hơn. Nhưng GXDS lại có ưu thế trong khả năng điều hướng luồng khí bằng vòi full vector 2D. Điều này giúp nó cơ động hơn trong thao diễn ở tốc độ thấp, điểm mà F-22 vẫn giữ lợi thế tuyệt đối. So với F35, GXDS có cách tiếp cận khác hẳn. F35 là tiêm kích đa nhiệm, có thể tấn công mặt đất, trinh sát và liên kết tác chiến toàn cầu. GXDS lại được thiết kế như kẻ chỉ huy của bầy drone, một trung tâm điều phối trong không chiến mạng hóa. F35 mạnh ở hệ thống truyền dữ liệu toàn cầu, GXDS mạnh ở tính tự chủ cục bộ. Nếu F35 là một phần của mạng lưới, GXDS chính là mạng lưới đó trong phạm vi chiến trường. Nga cũng có đối thủ của riêng mình, Su-57 phe lông. Nhưng so với GXDS, Su-57 vẫn thuộc thế hệ 5. Thiết kế có cánh đuôi, tiết diện radar lớn hơn và vật liệu tàng hình kém hiệu quả. Tuy Su-57 có ưu thế về động cơ vector 3D nhưng thiếu hệ thống điện tử hiện đại và khả năng liên kết dữ liệu như GXDS. Vì vậy, nếu GXDS đạt được tính ổn định trong bay thử, nó sẽ vượt xa Su-57 cả về công nghệ lẫn chiến lược sử dụng điều thú vị là cả mỹ trung quốc và nga đều đang đi theo ba con đường khác nhau mỹ chọn sự ổn định và kiểm soát tuyệt đối bằng công nghệ đã chứng minh nga tập trung vào sức mạnh cơ khí và chi phí thấp còn trung quốc chọn con đường dữ liệu kết hợp ai cảm biến và mạng lưới thông minh gxds là biểu tượng của chiến lược đó về chiến lược khu vực gxds là công cụ dân đe hơn là vũ khí tấn công bắc kinh biết rằng chỉ cần chứng minh khả năng họ đã buộc các đối thủ phải tính lại kế hoạch không chiến. Những bức ảnh do gì liên tục không phải sự cố, mà là thông điệp có chủ đích. Trung Quốc muốn thế giới thấy rằng họ đã bước sang thế hệ tiếp theo trước khi Mỹ chính thức ra mắt NGAD. Tác động địa chính trị của GXDS còn vượt khỏi phạm vi quân sự. Mỗi lần nó bay thử là một tín hiệu về khả năng công nghiệp, dữ liệu và tự chủ công nghệ. Nó củng cố niềm tin rằng Trung Quốc có thể tự phát triển hệ thống vũ khí phức tạp nhất mà không phụ thuộc phương Tây. Trong thời đại mà chiến tranh thông tin, AI và không gian mạng hòa trộn, hình ảnh GXDS còn mang ý nghĩa biểu tượng sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong tay một siêu cường mới nổi. Tuy vậy, mọi thứ vẫn chỉ ở giai đoạn đầu. Không có bằng chứng nào cho thấy GXDS đã vượt F22 trong thực chiến. Những thử nghiệm về vật liệu, động cơ và độ bền vẫn đang diễn ra. Và quan trọng hơn, hệ thống AI trên chiến trường thực tế luôn tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi liên quan đến quyết định khai hỏa tự động. Bắc Kinh có thể dẫn đầu về tốc độ, nhưng Mỹ vẫn dẫn đầu về kinh nghiệm và hệ sinh thái công nghệ. Cạnh tranh này không chỉ là cuộc đua giữa hai mẫu máy bay. Đó là cuộc đối đầu giữa hai triết lý chiến tranh. Một bên tin vào ưu thế con người và công nghệ đã kiểm chứng. Bên kia đặt niềm tin vào trí tuệ nhân tạo và tốc độ thích ứng. Kết quả của cuộc đua này sẽ định hình không gian chiến đấu của thế kỷ 21. Và khi GXDS tiếp tục cất cánh từ Liêu Ninh, một câu hỏi vẫn vang lên trong mọi trung tâm chỉ huy liệu lần tới nó sẽ chỉ là một chuyến bay thử hay là màn trào sân của một kỷ nguyên mới nơi máy móc bắt đầu quyết định số phận con người trong lịch sử hàng không không có kỷ nguyên nào bắt đầu bằng sự im lặng những tiếng gầm của động cơ luôn đi kèm tuyên bố quyền lực và lần này GXDS chính là tiếng gầm mới vang lên từ phương Đông nó không chỉ là chiếc máy bay mà là kết tinh của công nghệ dữ liệu và ý chí chiến lược từ G20 đến GXDS Trung Quốc đang gửi đi thông điệp rõ ràng, họ không còn sao chép, họ đang sáng tạo. Mỗi cánh bay thử là một bước tiến của ngành công nghiệp hàng không nội địa. Mỗi hình ảnh do gì là một phép thử về phản ứng của thế giới. Nhưng phía sau lớp tàng hình đó vẫn là những câu hỏi chưa có lời đáp. Liệu AI có thể kiểm soát chiến tranh? Liệu một hệ thống tự động có đủ khả năng phân biệt mục tiêu trong thực tế hỗn loạn? Và quan trọng hơn, liệu con người có còn là trung tâm của quyết định sinh tử? Nếu GXDS là câu trả lời của Trung Quốc cho thế hệ tiêm kích thứ 6, thì nó cũng là lời cảnh báo về tương lai nơi máy móc thay con người cầm cần điều khiển. Trong không gian đó, tốc độ, dữ liệu và thuật toán sẽ quyết định thắng bại. Ai có thể xử lý nhanh hơn, kẻ đó làm chủ bầu trời. Tuy nhiên, công nghệ không phải là tất cả. Trong mọi cuộc xung đột, yếu tố con người vẫn là ranh giới cuối cùng giữa chiến thắng và thảm họa. AI có thể hỗ trợ, nhưng chính con người mới quyết định cách nó được sử dụng. Đó là điểm khác biệt giữa một cỗ máy giết chóc và một công cụ phòng thủ. GXDS chưa chắc đã vượt F22, F35 hay NGAD. Nhưng nó đánh dấu thời điểm quan trọng, thời điểm thế giới hiểu rằng ưu thế tuyệt đối của Mỹ đang bị thách thức. Một cường quốc mới đã bước vào sân khấu và họ không chỉ mang theo vũ khí, mà mang theo cả một triết lý chiến tranh mới. Khi GXDS lướt qua bầu trời Liên Ninh trong buổi bình minh, nó không chỉ thử nghiệm khí động học nó đang thử nghiệm cả giới hạn của con người vì thế hệ chiến tranh tiếp theo sẽ không chỉ là cuộc đua của vũ khí mà là cuộc đua của trí tuệ nhân tạo và đạo đức nhân loại và nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về cách mà những công nghệ ấy đang định hình thế giới hãy đăng ký kênh hồ sơ quân giới nơi mỗi thước phim là một hồ sơ mỗi câu chuyện là một lời giải cho tương lai chiến tranh hiện đại